Khoảng 1 giờ sáng nay ngày 18 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa lớn trên diện rộng kèm theo sấm chớp và lốc mạnh. Do mưa kéo dài đã khiến cho nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước. Ngoài ra còn làm một cây cổ thụ bật gốc đè lên ngôi nhà 3 tầng và chung cư ở trên đường Nguyễn Thái Bình, quận Nhất. Theo ghi nhận, cơn mưa lớn có gió mạnh kèm theo sấm chớp xuất hiện vào khoảng 1 giờ sáng ở hầu hết các quận huyện. Trong đó, các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, đường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất, Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, nước không kịp thoát gây ngập nặng. Cũng trong cơn mưa này đã khiến cây cổ thụ cao hơn 20m, có đường kính khoảng 1,5m bật gốc và ngã đổ. Sự việc khiến cho ban công tầng cao nhất của căn nhà số 45 bị hư hỏng nặng và làm vỡ cửa kính tầng 5 của một căn hộ chung cư. Thì cả nhà đều ngủ nghe tiếng ầm, thì tất cả đều lúc đó tôi dậy, tôi đã dòm ra cái cửa thì tôi đã thấy cây nó ngã như vậy. Đó, bắt đầu là tôi đã lo ôm nhỏ chạy, tôi cùng hai đứa cháu là chạy xuống đất để thoát ra ngoài. Hiện nay không chỉ người tham gia giao thông mà người dân sống trên những tuyến đường đầy cây xanh cũng vô cùng lo lắng. Bởi không biết những gốc cây đang lồi lõm đất đá như thế này liệu có ngã trong những cơn mưa tiếp theo. Trước khi bước vào mùa mưa đó thì cũng đã tăng cường cái công tác chăm sóc bảo dưỡng cây xanh, như là lấy nhánh khô nè, mé những cái nhánh nặng tàn, mé những cái nhánh sụ và tăng cường cái công tác tuần tra phát hiện ở hiện trường. Hậu quả của thiên tai là không lường trước và đơn vị quản lý cây xanh phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Thế nhưng cứ sau mỗi cơn mưa, trên địa bàn thành phố lại xuất hiện cây đổ ngã, có trường hợp còn gây thiệt hại về người. Dù câu chuyện duy tu, kiểm tra cây xanh vẫn luôn được nhắc tới. Thì giờ cũng mong muốn ở trên là làm sao mà coi lại mấy cái để thôi, sợ quá nhìn cái cảnh này tối mà làm một cái ầm một cái là hú hồn luôn. Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 2 ngày tới, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông, cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngoài ra, dự báo đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu các sông Nam Bộ sẽ lên nhanh trong một vài ngày tới.